Tên giáo sứ Lãi Thiêu ngày thế giới cầu nguyện cho ân thiên triệu thiếu nhi giáo xứ Lãi Thiêu trình diễn tu phục vào lúc 7 30 ngày 22 tháng 4 năm 2018 cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cử hành thánh lễ chúa nhật chúa chiên lành cho các em thiếu nhi giáo xứ Lãi Thiêu để cầu nguyện cho ân gọi tu trì trong thánh lễ hôm nay còn có các bậc phụ huynh theo chân con mình vào nhà chúa với những ước mơ và âm thầm cầu nguyện cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, chăm sóc ơn gọi từ các vườn ươm cùng cộng tác với hội thánh Chúa để các em nhận biết rằng đi tu là lãnh nhận sứ mạng cao cả, tuy không lập gia đình nhưng có một gia đình lớn, một cộng đồng chung để phục vụ theo linh đạo các dòng tu. Thánh lễ đã khép lại. Ước gì những chiếc áo dòng nhỏ các em khoác lên người ngày hôm nay thực hiện hoài bảo mai sau có em sẽ trở thành tu sĩ hay linh mục hoặc giám mục tương lai cho nước chúa vinh danh muôn đời